Liên quan đến vấn đề nước sinh hoạt, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phản ánh từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4. Vừa qua, công ty cổ phần cấp nước Kon Tum đã có văn bản trả lời, làm rõ thêm các nội dung. Cụ thể, đối với nội dung phản ánh về chất lượng nước và tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại nhiều khu dân cư ở thành phố Kon Tum trong cao điểm mùa khô năm nay, công ty cổ phần cấp nước Kon Tum lý giải nguyên nhân do các đập thủy điện thượng nguồn Kon Tum trong quá trình vận hành chưa đảm bảo lưu lượng nước cho hạ lưu sông Đắk Pla nên nước đưa về khu xử lý của công ty bị yếu và thiếu hụt. Cộng thêm tình trạng hạn hán trong mùa khô, nhiều khu dân cư ở thành phố Kon Tum bị thiếu nước sinh hoạt. Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum đưa ra một số giải pháp khắc phục như tiếp tục tăng cường thực hiện chế độ nội kiểm, đảm bảo kiểm tra tần suất chất lượng nước theo quy định tại các bể chứa nước sạch và vò sử dụng nước của khách hàng nhằm đảm bảo lưu lượng và chất lượng nước phục vụ khách hàng. Đối với kiến nghị của người dân thành phố Kon Tum về việc áp giá nước kinh doanh sai quy định của nhà nước, công ty cổ phần cấp nước Kon Tum cho biết đơn vị đã thực hiện xong dự thảo phương án điều chỉnh giá nước sạch năm 2024 theo thông tư số 44 ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.